Ủa, con đi làm sớm vậy? Con có chút việc nên phải đi sớm. À, con có chuẩn bị cơm sẵn cho cô rồi đó. Trời, giỏi quá. Cảm ơn dạ. Con. Thôi con đi làm đi. Ê, dạ. Khoan. Đây. Rồi, dạ được rồi. Dạ, chào cô. Ừ. Trời ơi. Thôi, hôm nay hả, dậy sớm nấu ăn sáng cho mình luôn. Thử coi. Bằng quá. Lạc quá. Trời ơi, canh gì đâu mà lạc dữ vậy nè. Gì vậy? Trời, muối chi vậy? Đừng nó muối để cho canh nha. Canh hay rau luộc mà nó định chấm vậy? Ăn vậy hoài chắc tôi chết quá.